Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Hôm nay em lên kênh đó là một chiếc đài sáp. Con này có là mã là sáp QT7DX. Nói về QT7DX thì những cái màu mà nó đắt nhất thì bao gồm có màu đỏ và màu trắng ngọc trai, là những màu mà mua ở nước ngoài nó rất đắt. Đấy. Con này thì nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà chất âm cho ra vô cùng hay. Hay có nói cách khác là nhỏ nhưng có võ. Đấy. Thế thì em sẽ mời toàn thể các bác lần lượt thẩm âm của nó. Sau đó thì em sẽ quay và giới thiệu chi tiết cho các bác. Và cũng công khai giá sản phẩm trên có mức giá là 3.500.000 đồng, chưa bao gồm phí ship. Bên em ship code toàn quốc, nghĩa là các bác không phải trả tiền trước. Hàng gửi tận nhà các bác. Các bác cắm điện, test tất cả các tính năng của chiếc đài rồi mới trả tiền. Nhưng mà trước khi mà các bác muốn mua hoặc là chốt sản phẩm thì các bác phải tìm hiểu kỹ, bởi vì con này nó là toàn bộ tiếng Nhật. Nhiều những bác sau khi mà không xem kỹ video hoặc là không xem kỹ hướng dẫn của em ấy thì dẫn đến là khi mà nhận hàng thì rất là lúng túng trong cái việc mà mở được chiếc đài này. Tuy rằng nó rất đơn giản thôi nhưng mà ngôn ngữ nó thì nó sẽ làm cho mình rất là bất cập. Đấy. Bác nào lần đầu tiên xem kênh của Thế Giới Đài thì nhớ ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video đăng tải. Bên em đăng tải video vào lúc 20 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Các sản phẩm đăng tải hoàn toàn không trùng nhau. Và chiếc này nó là hàng đấu giá Nhật. Vì thế nên độ mới của nó em nghĩ nó phải tầm 90%. Tí nữa em sẽ quay hình thức trước sau cho các bác. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác thẩm âm. Đấy. Và chiếc đài này. Thì nói về QT7DX thì nó khá là nổi tiếng rồi. Đây ạ. Ở đây này. Xa nhau đã cách xa rồi, tôi ta đã xa cách lâu rồi. Thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày vương từng phút giây em đềm cũ người ơi, kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm làm quên. Từ khi vào lính rồi lành xa cuộc vui, ngày nào toàn câu gian dối. Buồn chưa bôi xóa quê cũ ghi bao tình, ôi mến đêm trăng lần mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Các bác đang được nghe giọng ca Chế Linh, được thu âm trước năm 1975. Và nhạc của trước 1975 thì nghe nó rất là mộc. Đấy, rất là hay. Bác nào đã từng nghe những nhạc trước 75 thì biết. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã qua.
nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời đau ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Bây giờ em sẽ chuyển sang phần quay hình thức của chiếc đài cho các bác, cả mặt trước mặt sau nhé. Em xin quay hình thức của nó cho các bác cùng xem nhé. Đây ạ, video em quay là video 4K vì thì hình thức rất là rõ. Đấy. Đây mặt trên những chiếc đài mà con QT7DX này mà những mặt trên này của nó xấu thì giá của nó rẻ, nhưng con này thì còn đẹp ạ. Con này thông tin em tra được sản xuất vào năm 1982. Giá khởi điểm ở lúc bán của nó rơi vào 9 triệu tiền Việt Nam năm 1982 thì các bác biết nó rất là to. Đấy. Ngoài ra nó có hai cái anten này. Đấy, rất là dài. Đấy, anten rất dài nhá. Thì con này các bác có thể nó có cổng, rất nhiều cổng ăn chơi. Một là các bác có thể cắm được đường line in từ ngoài vào. Tí nữa em sẽ test cả tính năng line in cho các bác. Ngoài ra thì con này nó dùng nguồn điện thì đây ạ. Cổng này cổng line in này, cổng line out này. Cổng này là cổng cắm nguồn 9V DC 9V. Đấy. Chuẩn DC thì nó ngược chuẩn của Việt Nam. Đây mặt sau đây ạ. Rất đẹp quá anh em. Con này có mã seri là 5043. À, xin lỗi các bác, 5403. Với số cuối đấy. Đấy. Rồi là các bác đã nghe phần chất âm từ băng cassette Chế Linh được thu trước 1975. Đấy, vừa rồi em đã quay hình thức của nó cho các bác. Hôm nay thì hướng dẫn các bác cách sử dụng luôn. Một là cái phím này là phím mở to nhỏ này. Như là volume đấy, volume chính. Còn cái này là cân bằng loa này. Còn núm này là núm chỉnh trầm bổng. Cái này là ra cửa băng này. Đấy, đấy ra cửa băng. Đấy, các bác gọi đi. Nút này là nút đấy, nút này là nút ghi băng. Ghi. Đấy. Còn nút kế tiếp này là nút play. Đấy, nút play là mở này. Đấy. Nút này là nút top này. Đấy, top này. Còn đây tua đi này, tua lại này. Và một số cái nút này là nút tạm dừng này. Cái tạm dừng này. Tua đi này. Tua lại này. Đấy, play này. Đấy. Các bác lưu ý nhá. Đây còn cái này thì nút này là ghi là AMFM này. Đây là FM. FM Stereo. Còn cái phím này là quan trọng nhất này. Để đây là nghe băng này. Giữa radio này, sau này line in này. Đấy. Con này là trầm bổng. Đấy. Ba chế độ nghe trầm bổng. Còn cái này là cái thu băng. À cái thu âm từ ngoài vào. Đấy, như vậy là em đã giới thiệu cho các bác. Đài này thì em bảo các bác là zin, chưa sửa chữa một cái tí nào hết. Hàng đấu Nhật ở Nhật thì thường nó rất là không có sửa chữa. Đấy. Bác hãy lưu ý. Đài thì bên em bán ship code toàn quốc, nghĩa là các bác không phải trả tiền trước. Em nghĩ là không có nhiều đơn vị bán như bên em đâu ạ. Bởi vì em tin tưởng vào sản phẩm của mình. Vì thế nên là em bán ship code. Thứ hai là để tránh tình trạng lừa đảo. Vì thế nên là các bác cũng không bị sợ người ta lừa. Để cái quay sách của nó rất là mới nhé. Đây. Bóng nhảy luôn. Đấy. Xoay gương được. Giá 3.500.000 đồng là giá rất là vô cùng hợp lý. Đây ạ, rất mới. Hôm trước có bác bảo em nói là 3.800.000 bác ấy chốt mua rồi, nhưng mà sau đó thì em lại mất số điện thoại của bác ấy, bây giờ không gọi lại được. Nhưng mà giá thì không phải là 3.800.000 mà là giá là 3.500.000 đồng. Bác xem được kênh thì liên lạc lại với Thế Giới Đài. Đấy. Và bây giờ em sẽ chuyển sang một phần test tính năng tiếp theo, đó là tính năng radio. À, phần radio thì em xin phép là giảm bớt cái ánh sáng của nó xuống để quay cho nó được rõ. Bởi vì khi mà có nhiều đèn LED ở trên trần này thì tiếng radio nó sẽ bị sôi. Em đã giảm xuống khoảng tầm 50% ánh sáng rồi. Đây, radio thì các bác muốn chơi radio các bác gạt cái phím chức năng này. Nhá, phím chức năng từ ngoài này, 1 này, 2 này, 3. Gạt ra giữa này, radio. Những điều kiện bình thường ạ, vâng. Thì cái nỗi nhớ đó là thường xuất hiện nhất. Và tất nhiên là khi nào mà xa nhau kiểu như là đi công tác hay là có những công việc thật sự là không thể ở bên nhau được. Thì lúc đấy là nỗi nhớ theo một tâm thế khác, rồi gọi là cồn cào, da diết.
mong chờ ngày có thể tái ngộ. Cụm từ tôi thấy là tả khá đúng đấy, cồn cào và da diết khi mà xa nhau đúng không? Dạ. Đấy là còn chưa kể là cái cuộc xa nhau đấy vì đi công tác kéo dài bao nhiêu ngày nữa. Nhiều khi người ta đằng đẵng, người ta đếm từng ngày một để trở về với người thân yêu của mình. Đúng rồi. Nọ tôi có đọc được một cái câu nói tôi thấy đúng lắm quý vị ạ. Đấy là khi mà con người ta cảm thấy yêu một ai đó, tôi dùng đúng cái động từ là yêu nha. Khi cảm thấy yêu một người nào đó, một ai đó, thì nỗi nhớ sẽ luôn thường trực quý vị ạ. Không phải là lúc chia xa mới thấy nhớ đâu. Đúng rồi. Người ta nhớ khi không được gặp. Về giao thông, dù thì tình trạng mà có hình ảnh về những chiếc xe vẫn đang đi vào trong làn khẩn cấp ở vành đai ba trên cao. Học tập, cộng đồng học tập, công dân học tập từ thôn đến xã phát triển mạnh mẽ, đóng góp hiệu quả trong việc tiếp nhận cấp cứu, chẩn đoán, xử lý ban đầu, cứu sống nhiều ca bệnh nặng. Bác sĩ Nguyễn Sơn Tùng, Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết. Chúng tôi có đánh giá các bệnh nhân, ví dụ theo các cái màu gọi là thang điểm tri ác. Ví dụ như bệnh nhân có thang điểm màu đỏ là bắt buộc phải vào cấp cứu ngay. Tất cả đội ngũ đều tập trung cho bệnh nhân đấy. Ví dụ như người bệnh héo dài, hè môi, hè gậy thì anh cho tôi biết thế nào là héo ngắn, thế nào là héo dài và khi thế nào là hè môi, hè gậy. Vâng đấy, thì anh hãy cứ tạm thời cho hỏi như thế đấy. Vâng. Anh cho tôi biết. Vâng. Vâng, thưa bác Bằng cũng như quý vị thính giả, bác Bằng câu hỏi rất là hay. Vâng. Là phi hệ bất đình trèo có một cái điều mà nhiều người cũng không hiểu điều này. Vậy khẳng định thế, vì sao trong trèo lại có hề? Bởi vì thứ nhất, trèo có xuất phát từ Đồng bằng Bắc Bộ, mà Đồng bằng Bắc Bộ... Thứ hai, để bảo vệ sự ổn định tài chính, các ngân hàng trung ương nên sử dụng các công cụ riêng biệt và truyền đạt các mục tiêu của họ một cách rõ ràng để tránh những biến động không đáng có. Các chính sách tài chính nên tiếp tục tập trung vào việc duy trì sự ổn định tài chính và theo dõi mọi rủi ro tích tụ trong các lĩnh vực ngân hàng. Phi ngân hàng. Yes, but the thing is, well, I'm afraid... Chiếc này là FM 108, vì thế nên bắt được rất nhiều đài của Việt Nam. Đấy. À, một tính năng nữa là tính năng vô cùng quan trọng. Nếu như mà không test tính năng này thì rất có lỗi đối với rất nhiều bác yêu cầu. Tính năng này đó là tính năng kết nối điện thoại của chiếc đài. Đài bên em bán thì đến 90% là nó có tính năng này. Đấy, thì tính năng này hay còn gọi là tính năng line in. Các bác có thể cắm điện thoại để nghe này, cắm máy tính để nghe này. Nhạc để đỡ tốn tiền mua băng. Em đang kết nối với máy tính đấy. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác thưởng thức thêm một đoạn nhạc mà em test bằng tính năng line in của chiếc đài này. Thì cũng có rất nhiều bác cũng có thắc mắc hỏi là thế tính năng này thì tôi phải có máy tính không, có điện thoại? Thì điện thoại thì bây giờ điện thoại thông minh thì bác nào cũng có rồi, hoặc là các bác có thể kết nối từ TV ra cũng được. Tại sao lại hay nghe nhạc ở trên đài nó không chán, mà nghe nhạc ở loa thùng thì nó hay chán? Có nhiều bác có gọi để hỏi câu hỏi này thì em xin giải thích như thế này. Cái giải tần số ở trên loa thùng ấy nó là hơn 7000 Hz, còn giải phát sóng cái âm thanh của đài nó phát ra là 3000. Giữa 3000 và 7000 nó chênh nhau khoảng tầm gần 50%. Thì cái tiếng đã lên đến 7000 rồi thì tiếng của nó sẽ nghe nó dội vào tai rất là liên tục, vì thế nên là nghe sẽ nhanh chán. Thế còn của đài giải lên xuống này, lên xuống hình sin này, và giải của nó chỉ có 3000 thôi, nên là nó làm cho cái tai của mình ấy nó không bị chói và nghe lâu không đau đầu. Đấy, đây là xin giải thích với các bác như thế. Thế còn có khá nhiều bác đã đặt một số sản phẩm băng cassette, nhưng mà vì cái không gian và thời gian nó không cho phép, vì thế nên là em phải chưa làm được cho các bác. Vì thế nên rất là xin lỗi các bác. Để một dịp phù hợp em sẽ thu để phục vụ các bác được nhiều hơn. Bởi vì giờ thì công việc thì nó cũng nhiều việc quá. Một là việc buôn bán là một, cái thứ hai về công trình của em nó cũng nhiều việc. Đấy, thì mong các bác hết sức thông cảm. Và bây giờ em sẽ mời các bác thử tính năng line-in. Đây, line-in thì vẫn là cái phím chức năng này. Mình gạt sang đây này, gạt đây này, gạt sang sau này thì là line-in. Đấy. Thế bây giờ thì em sẽ mở tính năng line-in lên cho các bác để các bác cùng nghe. To loa lên. Ngày đầu yêu nhau anh hỏi em câu rằng tiền tình sao em, thì em nói em chung tình.
gần yêu nhau, em chấp nhận thương đau. Rồi ngày hôm nào anh hỏi em câu rằng tiền tình sao em. Là thiêng liêng chung thủy thôi đâu bằng. Đừng giận em. Em sẽ test thêm một phần line in nữa, đó là phần dùng chơi tính năng guitar, nhạc guitar ở trên chiếc đài này, hoặc là những cái bản hát mà nó có cả cover cả guitar nhá, để các bác cùng nghe. Chất âm của này thì vô cùng hay. Trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã về kích thước của chiếc đài này thì em cũng công khai luôn các bác. Chiếc đài này có chiều ngang khoảng tầm cỡ 40 cm, chiều cao của nó khoảng tầm 13 cm, nếu chiều cao cả quai khoảng 20 cm. Đấy, vì thế các bác hãy lưu ý. Xin kết thúc video và giới thiệu chiếc đài Sharp QT7DX tại đây. Giá công khai sản phẩm trên là 3.500.000 đồng, chưa gồm phí ship. Các bác mua hàng thì không phải cọc tiền, hàng sẽ gửi đến tận tay các bác. Các bác nhận hàng kiểm tra thoải mái rồi thanh toán. Được tặng một cuốn băng để test đài này, tặng một cái dây kết nối line in này này để các bác nghe điện thoại này, và ngoài ra có cả gửi cho các bác cả nguồn của nó để các bác cắm trực tiếp điện 220. Con này là nguồn 9V DC. Đấy. Xin kết thúc video test tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.